Yeah. Hôm nay tao nói là tao gặp ai mày hoàng trí, xe mày như chặt tao xe đi làm bàn cháy. Mấy thằng chó này tao nói mày cứ ngu là tao đi nhập khẩu xe mày nè đi hèn nháy. Vô cứ thế là mày lột to. Ok mày nhập khẩu chắc là mày tục kho. Tao sẽ thấy mày giống như là ai đây. Mấy thằng con chó tao dùng bị chạy tao giết mày trong 2 giây. Yo, tao chú đề mày là người cần bề muốn giết tao. Hở tao là chìm nhân. Ok, tao đang đảo đảo. Mấy thằng con chó mày giúp đá xong rồi mày ảo ảo. Yo, cứ thấy tao như mừng ba. Mấy thằng con chó giống thằng cái nó 3/4. Yeah. Nói, nói em. Yo, bò. Vô. Cái nhà của mày đang ở do tao là người hầu. Tao đây là ông chủ lớn, mày chính xác là người hầu. Tao nói như vậy mau mau mày quỳ xuống mà thử ba mày chơi như vậy đó thầy ca. Nhạc tao là nhỉnh nha. Vô, mày chơi mày hết tiền đừng nói mượn. Bây giờ mày đụng với tao là vạn vật đang tối thượng. Vô, bây giờ tao chơi như vậy là đỉnh cao. Tại sao mau mau quỳ xuống đi, một con chó đang mà thỉnh tao. Vô, cả cuộc đời mày làm sao chửi nổi. Bây giờ mày làm sao? Chết hết là hết rồi. Vô, ở đây tao cho anh thêm là phúc xuân. Mau mau quỳ xuống, lấy tao là quốc vương. Vô. Vô. Sao? Vô. 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 Thằng lồ mày ra chỗ quá bây giờ phải tắt mai. Trịch kể tội đó anh em tụi mình sẽ bắt tay. Tao chắc chắn thì phải che váy. Vô, khi mà tao gặp bả thì tao phải che đó. Vô. Dạ, thôi. Yo, tao này giống như là đã chết bằng già lúc chạy biết tao đi mẹ đi.
như cú. Động vật mày không có vần, con chó hay con chó tao đâu có cần. Con chó bước học vì đeo còi sắt, tao đi xa ra để quy thằng chó này hồi nắp. Tao đang là ăn hắt, cái con chó này hồi nắp sao không làm hắt. Cái con chó bạn mày cũng thấy bằng mũi. Hai anh em tao chích ghệ mày cả buổi. Chích hoài chích hoài nhưng mà cũng đã. Đi xuống thì được rồi. Ok. Ý kiến của mình chọn team này. Sẽ đi vào học trò. Đi đây, đi đây. Đây, ý kiến của team. Thực sự khó quyết định quá, tại vì tôi thấy hai bạn này ngang nhau. Chọn anh quay phim đi. Chọn anh quay phim khó quá. Chọn anh quay phim nè. Cái lý do mà mình chọn team này, nghĩa là team này nó có cái sự tương tác với nhau nhiều hơn. Nó giống như là một team hơn. Còn bên team này thì hai người đơn lẻ quá. Bạn này thì gắt, rất là gắt lúc đầu nhưng lúc sau thì bị gãy. Quý cũng vậy. Quý ròm cũng rất là quý ròm. Quý ròm thì nhẹ cái sân tông nữa. Ok, mình chọn team này. Ok, mình theo kiến lúc mình sẽ chọn team này luôn.